chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mới đây Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào đã tổ chức thí điểm giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã. Vậy giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã được tổ chức như thế nào, với nội dung gì và được các chi bộ, đảng viên đón nhận ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, mùng 3 tháng 10 năm 2021, đồng loạt tại 7 chi đảng bộ với 13 điểm cầu được chọn để tổ chức làm thí điểm giờ sinh hoạt toàn đảng bộ thị xã theo hình thức trực tuyến đã đông đủ đảng viên đến dự. Sau lời tuyên bố lý do, mục đích ngắn gọn, các đảng viên đã được nghe đồng chí Lê Văn Hiến, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã giới thiệu chuyên đề Mỹ Hào thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19 trong 9 tháng đầu năm. Tiếp đó, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào triển khai nhiệm vụ trọng tâm định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Tại điểm cầu Hội trường Nhà văn hóa Tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, các đảng viên rất chăm chú, lắng nghe và có đánh giá tốt về tình hình tổ chức sinh hoạt mới này. Sinh hoạt như này chúng tôi thấy, chúng tôi được mở rộng được cái tầm nhìn, hiểu được thế giới, hiểu được tình hình trong nước và thế giới, nhất là tình hình miền Nam của chúng ta vừa rồi. Dịch Covid rất phức tạp. Đứng về đảng mà nói lãnh đạo thì tôi rất tin. Sinh hoạt điểm của cái giờ này là rất quan trọng và bổ ích cho các đảng viên, để cho đảng viên nắm được những cái thông tin chính thống của đảng và nhà nước, của chính phủ, thế là của tỉnh, của thị xã. Từ đó đảng viên hiểu biết thêm, không nói cái thông tin, thế và chấp hành tốt hơn cái chủ trương đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Sau phần cung cấp thông tin, các chi bộ trực thuộc 7 tổ chức cơ sở đảng được lựa chọn làm thí điểm thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo quy định của điều lệ đảng. Sau cái buổi sinh hoạt này thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tới các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ để học tập và định hướng để phát triển kinh tế xã hội của địa phương gắn với thị xã. Với chi bộ công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long, do đặc thù lao động sản xuất trực tiếp nên đây là lần đầu tiên 44 đảng viên của chi bộ có hẳn một buổi sinh hoạt riêng mà không phải tranh thủ sinh hoạt lồng ghép với các cuộc họp điều hành sản xuất kinh doanh khác của công ty. Tôi cho là cái việc mà tổ chức cái giờ sinh hoạt toàn đảng bộ là rất là tốt và có ý nghĩa. Tại vì các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ và đặc biệt là các chi bộ, khối các cái doanh nghiệp như bọn tôi ấy, và được các đồng chí lãnh đạo thị ủy, các đồng chí truyền đạt trực tiếp cũng cái chỉ thị nghị quyết đấy, và các cái triển khai cũng phát triển kinh tế xã hội chung của toàn thị thì rất là tốt cho các đồng chí đảng viên nắm bắt. Để triển khai thực hiện thí điểm giờ sinh hoạt toàn đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào đã có sự chuẩn bị rất bài bản, chu đáo. Ban Thường vụ Thị ủy cũng đã tập trung bàn và ra cái kế hoạch số 17 để tổ chức thực hiện điểm giờ sinh hoạt toàn đảng bộ và thực hiện từ tháng 10, tháng 11, tháng 12. Thế sau đó là sẽ tiến hành tổ chức rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện. Chúng tôi xác định đây là một cái kế hoạch rất là quan trọng và có ý nghĩa. Thứ nhất là để không ngừng nâng cao cái chất lượng sinh hoạt của chi bộ theo quy định của điều lệ đảng. Cái thứ hai là khắc phục những cái tồn tại hạn chế trong quá trình sinh hoạt chi bộ, nhất là việc cung cấp các cái thông tin chính thống cho các đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong vòng một giờ đồng hồ, tổ chức giờ sinh hoạt toàn đảng bộ thị xã, được nghe các đồng chí thường trực thị ủy cung cấp thông tin với nhiều đảng viên vẫn là chưa đủ. Để thời gian tới cho cái nội dung nó phong phú hơn mà đảng viên coi vậy cần có những cái hiểu biết rộng hơn thì đề xuất với lại coi là đưa thêm những cái diễn biến tình hình thế giới trong nước và ngoài nước, nhất là cái tình hình biển đảo. Thế rồi vấn đề về cái công tác coi vậy là triển khai về cái quân sự, vũ khí trang bị thiết bị của nhà nước để cho đảng viên có những cái tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo của đảng.
giờ sinh hoạt toàn đảng bộ thị xã Mỹ Hào, làm thí điểm lần đầu với 7 chi đảng bộ ở 73 điểm cầu và dự nghe ở 75 điểm cầu là các chi đảng bộ xã phường cơ quan đã có hơn 1.000 đảng viên dự. Có thể khẳng định đây là một cách làm mới rất sáng tạo của Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào được đông đảo đảng viên đón nhận. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phân tích đánh giá, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào sẽ có sự điều chỉnh để giờ sinh hoạt toàn đảng bộ thị xã được diễn ra vào 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, tuần đầu tiên hàng tháng sẽ thật sự thiết thực hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thưa quý vị và các bạn, tháng 3 năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần với tên gọi Công ty môi trường và công trình đô thị Hưng Yên. Vậy sau một năm rưỡi hoạt động theo mô hình mới, vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp ra sao? Công ty có gì đổi thay? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Đảng viên Đỗ Xuân Nam đã có 23 năm làm việc tại đội thoát nước của Công ty môi trường và công trình đô thị Hưng Yên. Đội của anh có nhiệm vụ quản lý duy trì 226 tuyến cống với tổng chiều dài 172 km cống các loại, 6.694 hố ga to nhỏ. Trước đây, phần lớn công việc nạo vét hệ thống thoát nước, thu gom nước hố ga hay thay thế cải tạo cống rãnh làm thủ công là chính. Nhưng từ ngày công ty chuyển đổi mô hình cổ phần, sự vất vả của anh và các đồng nghiệp đã giảm đi ít nhiều. Từ khi công ty cổ phần đến nay thì tôi thấy cũng có chuyển biến rõ rệt trong ban lãnh đạo công ty. Về các mô hình hoạt động của công ty thì là đã được thay đổi cũng tương đối rõ rệt. Về cách quản lý, về mô hình làm việc được cải thiện hơn. Và trong công việc thì là ban lãnh đạo công ty cũng hỗ trợ nhiều hơn về mặt máy móc để làm sao để cho anh em làm việc được hiệu quả hơn. Và ngoài ra thì là công ty cũng có những chế độ đãi ngộ, ví dụ như bảo hộ lao động cũng được thường xuyên hơn và cấp phát đầy đủ hơn. Thu nhập người lao động thì cũng có sự ổn định hơn. Cổ phần hóa doanh nghiệp công ích luôn là vấn đề được người lao động quan tâm đặc biệt. Họ quan tâm bởi không biết sau cổ phần hóa thì việc làm thu nhập còn hay mất, môi trường làm việc có được cải thiện. Từ ngày mà công ty được chuyển đổi sang công ty cổ phần ấy, thì là được sự quan tâm của ban chấp hành đảng ủy cũng như là ban dân lãnh đạo công ty, thì đời sống của chị em anh em là cũng vẫn ổn định và tư tưởng của mọi người thì cũng vẫn rất là yên tâm công tác, cũng rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và của ban lãnh đạo công ty, cũng không có cái sự xáo trộn gì cả. Để có được lời nhận xét tốt, sự tin tưởng vào công tác lãnh đạo của đảng ủy, của ban giám đốc chính là nhờ đảng ủy công ty đã có một cơ cấu hợp lý là luôn cầu thị lắng nghe để có quyết sách đúng trúng. Các đồng chí trong cấp ủy, chủ yếu là các đồng chí nằm trong hội đồng quản trị, nằm trong ban lãnh đạo và đặc biệt là có cả những cái lao động trực tiếp và các đồng chí trưởng phòng, đội trưởng. Chính cái sự đa dạng về các cái vị trí cái làm việc trong đảng ủy thì khi triển khai các công việc thì đều được các đồng chí phân tích các cái công việc rất là chi tiết, rất rõ ràng và từ đấy thì đảng ủy có những cái định hướng, có những cái lựa chọn, cái phương án tốt nhất để cho ban lãnh đạo, cho hội đồng quản trị xây dựng các kế hoạch sản xuất nó đảm bảo được cái tính phát triển. Không chỉ có một đảng ủy với cơ cấu hợp lý, đủ sức lãnh đạo 3 chi bộ với 82 đảng viên, mà việc xây dựng ban hành quy chế phối hợp làm việc giữa các bộ phận trong công ty cũng cần khoa học, tránh xung đột lợi ích, tạo sức mạnh cho doanh nghiệp. Thì chúng tôi cũng đã rất quan tâm đến việc chỉ đạo của các bộ phận, đặc biệt là hội đồng quản trị, ban giám đốc và các tổ chức đoàn thể để có cái sự phối hợp và xây dựng các cái quy chế làm việc rất cụ thể giữa đảng ủy với hội đồng quản trị, với ban giám đốc và các tổ chức đoàn thể trên cái tinh thần phối hợp để thực hiện công việc. Và từ đấy thì chỉ đạo các công việc đều có cái sự đồng thuận giữa đảng ủy cũng như là với hội đồng quản trị và ban giám đốc. Một năm rưỡi sau cổ phần mới là bước khởi đầu. Những gì người dân thành phố Hưng Yên cảm nhận là thành phố này đang ngày một sáng hơn, xanh hơn và đáng sống hơn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.